Chào tất cả anh em nhé, trở lại với góc công nghệ của mình. Hôm nay này giới thiệu anh em một cái quả khủng long chùm cuối ngày xưa. Build được cho anh khách một cái máy này chỉ để bán hàng thôi. Như anh khách thích mền to, có cổng USB Type-C và giá rẻ nữa. Đấy thì nhu cầu của anh khách mình đã đáp ứng được rồi anh em nhé. Nhưng bên mình bán ra mặc dù khách yêu cầu rẻ, USB Type-C nhưng mà vẫn phải mình vẫn phải làm theo cái lương tâm của mình là mang đến một chất lượng tốt nhất. Thì ở đây hôm nay là có quả vỏ nét này, vỏ nét này chỉ là vỏ cũ thôi anh em nhé, nhưng mà nó là vỏ nét cũ ngày xưa ấy, nó rất là xịn, rất là to, nặng, sắt rất là dày. Hôm nay mình lắp cho anh là quả mên Asus B150 Pro Gaming, có nét lủng đàng hoàng luôn. Đây nét RGB ở hết đây anh em nhé. Đây là mình đang có đèn ray nó soi ở đây lên, anh em không thấy nó không được sáng lắm. i3 7001, fan tốc zin này. Đấy, chỉ có thế thôi. RAM này là RAM Samsung 8GB DDR4. Và ổ cứng 250GB của Samsung. Ổ cứng Samsung luôn anh em. Đấy, đấy là xong một cây bán hàng rồi. Ok. Đấy, vỏ viếc của nó đây. Hệ thống vỏ. Vỏ Mega nhìn được ruột ngày xưa đấy. Chẳng nhẽ này cho vỏ văn phòng. Anh ấy cũng thích nó hầm hố một tí. Nên đẩy cái vỏ này vào đây. Xong một bộ cây này rồi. Đấy. Rồi. Đấy thì là hôm nay giới thiệu em một cái cây đấy. Cây đấy thì cũng không có gì cả, cũng chỉ là một cái cây trông nó xịn xịn tí thì quay anh em thôi. Bình thường thì những cây bán hàng ấy thì mình hay rẻ hơn mà không yêu cầu USB Type-C thì mình sẽ lắp cho anh em ở H81 i5 4590. Ui cái cây đấy thì bây giờ rẻ thối rồi, không nói, đấy là rẻ nhất, là mình ít nhất mình phải lắp cây đấy. Còn đâu cây đấy là xong rồi nhá. Hôm nay để giới thiệu anh em là chuẩn bị lên một bộ full bộ PC Xeon. Đây, em khách ở Chương Mỹ, Hà Nội đặt online bên mình là full bộ cây Xeon này. Ở đây thì mình đã kiếm cho em hai con màn cũ. Cũ như bên mình bao giờ cũng phải cũ đẹp, chứ không phải là cũ kiểu lăn lát, xấu xấu bẩn bẩn thì không có nhé. Cũ thì ít nhất đây là mình còn chưa vệ sinh. Đây, những cái màn này màn nhập này, nhập mà đã có sử dụng nhưng chưa vệ sinh này. Diền này vẫn còn hơi ít bụi này. Mình chưa kịp vệ sinh thì mình làm luôn cái video cho nó xong, bởi vì công việc nóng bận ấy. Samsung 24 inch Full HD IPS LG và một con Lenovo ThinkVision 24 inch Full HD và cũng IPS. Đấy, đây là hai con màn hình. Thì đây là một ít linh kiện Xeon. Linh kiện Xeon thì đây là hệ thống main. Main RAM chip các thứ đấy, đây là Huawei G. Và tản khí tản kiếp cũng trang bị cho anh em đây. Cơ bản một ít đây, nguồn đây. Nguồn của Xeon đây và vỏ cây của Xeon đây anh em nhé. Kenlo Sport. Vỏ cây này thì yêu cầu là được rẻ này, vỏ cây được rẻ này, full tower này, có quạt làm mát này. Đấy, anh em chủ yếu anh em giống những cái cây Xeon này thì đánh mình đánh cho anh em là chất lượng này, ổn định này và giá thành tốt cho anh em. Bởi vì anh em mua những cây này chắc chắn là anh em làm MMO rồi, chứ không phải là ông chơi gaming được rồi. Đấy, anh em làm MMO rồi lên làm sao nó giá thành nó vừa phải đảm bảo cho anh em là ổn định này, bền này và nó phải xịn nữa. Thì linh xịn thì mình phải đưa đi kèm những cái ổ cứng như ổ cứng Samsung này. Đấy, các thứ nó phải ổn một tí. Đấy, và đây ở đây thì mình có trang bị cho em một con cạc cũ. Cạc cũ ở đây là GTX 1070 8GB. Mới đầu bộ này combo của mình là GTX 2060 thôi, nhưng mà em trai muốn lùi xuống một tí để cho giá thành nó hạ thì mình hạ cho em trai xuống 1070. Và anh em đã chốt combo với nhau, anh em các em đều ưng ý rồi. Đấy thì hôm nay mình giới thiệu anh em một ít combo Xeon này. Thế thôi, linh kiện cơ bản này bây giờ mình sẽ đi mình lắp hoàn chỉnh một bộ này rồi sẽ quay anh em xem sau nhé. Rồi, cảm ơn anh em, hẹn gặp anh em trong giữa video. Bye bye. A few moments later. Chào các bạn nhé, để trở lại với kênh của mình đây. Thì vừa một thời gian mình đã lắp rất là cẩn thận và kỹ lưỡng nhất cho em khách cái cây này. Chung là cây nào bên mình lắp nó kỹ thôi, nhưng cây Xeon thì nó càng kỹ hơn, bởi vì nó rất nhiều linh kiện. Đấy thì mình lắp xong một cả win thì đang chạy, đang để YouTube test YouTube ấy. Đấy thì đây cấu hình đây anh em. CPU Xeon E5-2696V3, hai con CPU socket 2 này, 36 core là 72 luồng này. Đấy, RAM 64GB này, HDD 1T này, VMe 512GB này, cạc mạng này, cạc mạng này dây mạng cắm đấy, cạc màn hình GTX 1070 8GB đấy,
Thì đây là mình đang để test cho khách hàng của mình đây. Mình lắp hai tản khí Hermerai. Tản khí cũng rất là xịn anh em nhé. Là một con GTX 1070 mình lắp này, mình bố trí cho nó thoáng nhất và nó cân đối nhất có thể. Nguồn 650W đây. Vỏ Kenro Sport đây, mình vừa giới thiệu đầu video, đây là đã lắp xong rồi. Đó. Tí nữa mình ra bàn mình cho anh em nhìn rõ linh kiện hơn, còn đây là đang để trên bàn test. Đây. Đây là đang trên đèn bàn chạy test cài win và đã cài xong và các chương trình cơ bản là mình cài hết rồi. Đây là đang để chạy YouTube của kênh mình đây, ứng dụng cơ bản ở bên mình cài hết rồi. Ổ cứng đây, thiết PC đây, xong. Máy rất nhanh và mượt nha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấc nó ra bàn ngoài kia để cho anh em có thể nhìn rõ linh kiện thôi. Ok. Đây, xong cho anh em xem linh kiện mình lắp đây. Có một số anh em thì hỏi là sao cạc lắp thấp, bởi vì mình ưu tiên chạy cho CPU 1. Ba con PCI ở trên này sẽ dùng cho CPU 2. Còn ba cái PCI X16 màu cam này dùng cho CPU 1. Thì mình bao giờ đa vụ của anh em sử dụng nhé, thì nó sẽ nhận, bao giờ nó sẽ đi từ 1 đến 2. 1 mà không có thì nó sẽ nhận sang 2. Đấy, thì bao giờ mình cũng ưu tiên là số 1 đầu tiên, để cho theo cái quy trình của cái BIOS trùng lặp của nó là như thế. Anh em lắp lên trên cũng được, anh em lắp bất cứ khe nào cũng đều chạy được. Nhưng mà về cái vấn đề kỹ lưỡng nhất với cả cái mức độ chỉnh chu ấy, thì mình sẽ lắp nó lên khe đầu tiên của CPU 1. Nó vừa để lại cái kẽ hở chỗ này nó rộng lớn. Nếu mà mình lắp cái khe này thì nó cách cạc màn hình được các cái tản khí được 2 phân. Sau này bụi nó tích tụ, nó thoát nhiệt nó khó hơn. Chỗ này cái khe này đã đủ thừa gió để hút vào rồi. Thổi ra nó cách nhau đây, anh em nhìn, mình nhìn, mình bố trí cái main nhé. Đây là main F8D, X99 F8D Plus. Thì trên này PRM nó đều có hai cái quạt gió nhỏ để tản nhiệt. F8D thường nó không có nhá. Anh em phải để ý là main có phải Plus hay là thường. Main Plus vẫn chạy được hai chip bình thường. Đấy, nhưng mà main FD bình thường vẫn chạy bình thường nhá. Còn đâu dòng Plus này thì nó khỏe hơn, nó sẽ cân, nó sẽ khai thác tốt các hiệu năng của con này. Có một số đơn vị họ chỉ lắp F8D bình thường thôi, thì giá thành đã rẻ hơn con này cũng mấy trăm nghìn rồi anh em nhé. Đây mình lắp tản khí Thermalray này, 2 này, 4 này, 6, 8 bóng đồng bên nhé. Đây, thế này là vừa đủ, nó có khe hở này, hút gió này. Đấy, và kẽ hở anh em nhìn rất là cân này, mình lắp rất là cân khu này. Và còn một cái khoảng này nữa, rất là cân để cho làm sao cái luồng khí động học nó tốt nhất. Đúng, bình thường mình có thể mình bố trí thêm một quạt đây và hai quạt trên này nữa cũng được. Đấy là tùy theo nhu cầu. Đấy, trước mắt cơ bản là như này. Có mình anh em có thể lắp thêm một quạt ở đây hút ra và hai quạt hút lên. Ok, đấy. Đây là sẽ có ba fan đi theo vỏ của ba fan đi nguyên theo vỏ rồi. Đây. Đây mình lắp xong, mình khe LVMe mình để vào đây. Con này có ba khe LVMe, một khe nữa ở đây. Và một khe nữa ở đây. Nhưng mình để vào ưu tiên CPU 1 luôn, khe đầu tiên của CPU 1. Ổ cứng HDD mình cũng cắm vào SATA đầu tiên là SATA 1. Nó có từ SATA 1 đến SATA 10 nhưng mình không cắm các cổng khác, mình cắm số 1. Và con này cũng cắm số 1 vào đây. Và tất cả anh em thấy mình bố trí cho khách hàng của mình một cái cây Xeon rất là cân đối giữa hai bên góc ngách, rất là thoáng, không bị bí tí nào cả. Có một số thản tản ghép thì nó dày, nó khít vào nhau cơ. Đấy, thì nó sẽ bí khó gió hơn. Đây, hôm nay thì đã lên xong một cây, lắp đặt xong xuôi rồi. Một cây CPU Xeon E52696V3 RAM 64GB anh em nhé. Cho em khách ở Trương Mỹ Hà Nội đây. Đấy, thì lắp xong rồi thì đến ngày hẹn là giao cho em thôi, giao tận nhà và bảo hành tận nơi sử dụng cho em, cùng với cả hai màn hình ở đây, cùng với cả combo của em là hai màn hình ở đây, phím chuột em có rồi, hỗ trợ kéo dây mạng tận cây các bạn nhé. Đó rồi, cảm ơn anh em đã xem video này, hẹn gặp anh em trong cái clip mình đi giao máy cho khách nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Chào các bạn nhé, đây là cây 1E của em Minh Trần đây, mình đã giới thiệu ở đầu video. Bây giờ trong quá trình test cũng mấy hôm rồi, rất là lâu, em đặt trước cái cây này, chuyển tiền cọc và đặt trước mình 10 hôm. Đến hôm thứ sau, đến hôm thứ 5 bắt đầu mình mới build, để sợ em còn có ví dụ thay đổi cấu hình cái gì. Đến hôm thứ 5 mình mới build thì mình đã test được khoảng gần 5 ngày. Cứ vứt ở đấy chạy, tốn rất nhiều tiền điện rồi. Nhưng mà cái đấy không sao, mình có nhiều thời gian, mình sẽ xét tất là kỹ cho khách hàng, test để tìm ra lỗi, chả thấy cái lỗi nào. Khách hàng về nhà dùng vài năm còn sợ, còn chưa thấy lỗi các bạn nhá. Đấy là nói về cái vấn đề trộm vía, gọi là cái vấn đề mà mình bán, mình đánh giá được thì là đa số là như thế, chỉ có những trường hợp hy hữu thì nó mới lỗi thôi anh em à. Nếu mà có lỗi thì mình sẽ phục vụ anh em tận nhà anh em nhé.
Đây thì là cây của em đây, để test đây, hai màn đây chạy suốt. Mình cứ đi làm công trình mình cứ vứt đây cho nó chạy à? Đấy, hôm nay là sáng mai mình đã giao rồi, đến tối nay để quay nốt và sẽ đóng thùng và gửi, và mình sẽ giao tận nơi lên Chương Mỹ, Hà Nội cho em nhá. Rồi, xin chào anh em, mình sẽ đóng bây giờ đây. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong quá trình giao cây đến nhà em. Bye bye. Hôm nay hành trình đi giao máy tính ở Chương Mỹ Hà Nội cho em khách đây. Cây này full rồi, cây rất là to, cây Xeon mà, vỏ full tower, full cốp mà. Lên đi. Một màn hình này, một màn nữa là hai màn hình này. Trước em nó có đặt cả bàn nữa cơ, nhưng mà hôm nay mà cả bàn nữa thì phải dọn hết đồ thi công ra. Nhưng mà em lại thôi không đặt nữa rồi, em nó có người cho rồi nên thôi bàn anh em ạ. Cùng với bên mình đi nhá. Đi thôi. Đã đi học về rồi. Xây thì người ta cũng xây rồi, người ta cứ thế mà xây tuần này thì gì. Ai thì vẫn đi đường Hà Nội này đâu. Đường thì vẫn còn rất là dài, 61 cây các bạn nhá. Thì khi nào đến nơi mình lại quay tiếp cho anh em. Chào anh em nhé, bye bye. A few moments later. Anh chào em nha. Nhà xịn xò đấy, vào tận nơi sướng. Đây là cây nắp ở dưới hay trên em? Em để bên trên anh ạ. Ừ, ok.
Ừ, cây Xeon này nó là phải full tower mới được. Không tháo chân là không đóng được cửa, cầm cái này. Anh chị lên. Okay. Em gái em à? Không, tí tí nữa anh lấy tiếp. Thấy em bảo chưa bận nên anh đi sớm luôn. Anh dậy từ 5 giờ. 5 giờ đến đây rồi. Không, anh dậy từ 5 giờ. 7 giờ bắt đầu đi. Ok. Máy cũ đã 3 màn rồi. Máy cũ đã 3 màn rồi, giờ một đây 2 màn đây nữa. Ok. Mô đen chính đây ạ. Dây quang thì nó kéo từ đây lên đặt đây. Bây giờ dây này mà vào phòng đấy thì chỉ để đi ấy lên, đi ghen lên à. Chỗ đây của em đủ cổng hết à? Dạ. Chỗ đây của em đủ cổng mà. Cái đây. Thế anh được, nó không yếu. Em mua đúng bộ. Một dây vào thì chia ra thì được, thì là một dây vào cũng được, nhưng mà model của em nó đang thừa cổng thì cần gì phải mua. Bộ chia mà để khỏe thì em phải dùng bộ chia 1000. Bộ chia 1000 thì anh lúc nào cũng có ở xe. Nhưng mà cái này của em ấy, để anh nhìn cổng xem nào. Có cắm không? Cắm có hai cổng đi hai dây vào thì đỡ mất bộ chia không? Bộ chia xịn mà đủ tốc độ nó là 650. Cần gì đâu, đi hai dây vào. Không đủ thì mình lấy cả thùng. Em nghe anh ơi. Anh hỏi chút này sao anh bật xe để anh xem máy, cái máy này nó xe được nhỉ? Địa chỉ của nó là bây giờ mình vẫn tìm ở CMD đúng EV config đúng không? Vâng, vẫn tìm đấy, nhưng mà cái bọn nó chia qua mạng LAN nó linh tinh lắm, nó hay không in được lắm. Anh hiểu rồi, nhưng bây giờ thông thì anh tắt tường lửa đi và bật chế độ chia sẻ in đi. À, để tắt tường lửa. Vâng ạ, tắt tường lửa. Ở trong Control Panel đúng không em? Vâng, vâng, vâng. Trong đó chỗ nào nhỉ, Hậu nhỉ? Vào Windows Security anh. Cháu xuống trong đấy khoan.
xuống xuống ở dưới xe. Xuống lấy ống nhâm thì bỏ lên tí, bỏ một cây lên xe con. Lấy cái cắt kéo nữa được. Giữ cho. Không, cho kịp vào đây. Không. Chỗ đây ghép ghép xong. Không, chỗ này trồng cắt trồng gấp gấp cho vài khúc là được. Chỗ này có xuống đây luôn mà. Ừ, chào em nha. Ừ, phải lấy rộng ra này mới qua được. Đi ra nhưng mà mình chưa thẳng xe, hiểu hiểu. Cái này phải thẳng xe mới ra được. Nói chuyện Zalo thằng em này nó cũng ngoan rồi, nhưng mà gặp trực tiếp nó không thế này.
Nó mà láo, nó láo cả trong Zalo, bạn tin không? Đồ bướng bướng. Đây à? À đâu? Thẳng chỗ kia chứ. Đúng giờ luôn nhá. Hồi lâu đúng không? Tính ra lắp bộ này lâu. Khít khít luôn, kiểu xe ô tô khít khít. Đấy đi ra. Bảy chỗ thẳng thì vẫn vừa. Thẳng cơ, chứ chéo như thế nó không giả. Lại bọn mình đã giao xong bộ cây cho em nó rồi. Đây bọn mình về đến Hưng Yên đây các bạn ơi. Để phục vụ các khách hàng đưa tiếp. Đường đi thì còn dài lắm. Cảm ơn anh em nhá, và cũng cảm ơn em khách đã đi được ủng hộ cho bên mình. Chào anh em nhá, bọn mình đi về Hưng Yên đây. Bye bye.